Đây là tòa nhà The Landmark 81 tại trung tâm của đô thị Vinhome Center Park ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án khủng này do tập đoàn Vingroup đầu tư và xây dựng. Tòa nhà The Landmark 81 dự kiến được xây dựng 81 tầng, có chiều cao là 370m. Đây là công trình phức hợp có tổng diện tích sàn là 141.000m², có nhiều không gian đa chức năng như khách sạn, căn hộ dịch vụ, quán bar, căn hộ thương mại, trung tâm mua sắm, nhà hàng. Cụ thể về khách sạn thì thuộc đẳng cấp 5 sao với 400 phòng, tầm quan sát là 360 độ. Bên trong tòa nhà có 900 căn hộ dịch vụ cao cấp, căn hộ thương mại với đẳng cấp 5 sao và 6 sao. Trong tòa nhà có bố trí nhà hàng và sky bar ở tầng 66, 67, có góc nhìn 360 độ. Thuộc nhà đẳng cấp bậc nhất thế giới, còn tại tầng 71 là tầng quan sát, ngắm cảnh có góc nhìn 360 độ, có thể nhìn bao quát toàn bộ Sài Gòn và các vùng phụ cận. Còn trung tâm thương mại được đặt ngay dưới chân tòa nhà, có tổng diện tích khoảng 59.000m², kết nối tầng hầm, tạo thành nơi mua sắm cực kỳ sang trọng. Trong tòa nhà The Landmark 81 có đến 5 hồ bơi, đa dịch vụ. Như vậy, tòa nhà The Landmark 81 khi hoàn thành sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam.